Vâng, tin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục vào chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mình em sẽ thanh lý xả kho đấy, bán nhanh giảm giá cho bác luôn để các bác cùng dễ mua và chốt đơn nhá. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Đó thì một số các mặt hàng hiện tại hôm nay em sẽ quay giảm giá thanh lý, các bác cùng xem và chốt nhanh nhá. Đấy, mua hàng thì cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn. Đó thì em sẽ đi vào những cái mặt hàng đầu tiên. Đó, liên hệ mua hàng trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhà em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác cứ nhìn trực tiếp ở trên màn hình thì em tư gọi theo hai cái số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng nhá. Rồi em vào luôn cái mặt hàng đầu tiên. Đó là cái túi đựng quần áo chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20.000 một cái nhá các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn cái màn dạng to, đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào. Thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20.000 một túi nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi. Giá rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến, các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng kềnh thì các bác cứ nhét hết vào cái túi luôn cho em. Thì đây. Đấy, cái túi này nó rất là to luôn. Cái túi này nó rơi khoảng tầm 100 lít mà các bác. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra. Mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn, nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt, các bác để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, khi mà đựng xong thì các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua cho cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn mà. Đó, kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20.000 một cái thôi, 20.000 một cái túi đựng quần áo chăn màn nhá. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn, cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430.000 một cái. Và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430.000 một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 x 20 x 20. Giá hiện tại bên em đang bán là 430.000. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn. Chắc chắn chất lượng lắm. Đây các bạn cùng nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách với nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng, nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà. Cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4 kg. Đấy, tầm 4 kg 4 kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy thì ở đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này, kích thước của nó tổng thể chiều dài này, chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như ngăn dưới là ngăn to, các bác đựng như đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên, ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cà lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi, mình làm nghề các thứ, các bác tìm nó rất là dễ, tìm rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ mà thứ hai là
mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh gọn. Đó, rất là thông minh nhá, thiết kế cực kỳ thông minh, và lúc nào mà dùng xong thì các bác lại gập nó lại đấy, gập nó lại thì rất là gọn gàng đấy, gập lại nha. Đây toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán ngon lành luôn nhá các bác nhá. 3 tầng, màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó. Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận thì các bác mua cho mấy khóa nhỏ, các bác quặc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trường công trình, đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó trước các thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn ạ. Em thấy chất lượng rất ok nhá. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm, các bác bảo là chắc chắn là dùng ok. Với mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn các thứ này, các bác nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá, nên nó rất là đẹp. Đó đây. Phần tay cầm này toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày rất chắc chắn lắm, nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi, hàng của Kirito, yên tâm chất lượng lên. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn, kích thước là 42 x 20 x 20 các bác nhá. Đó, khá là to, mở rộng ra 3 tầng, chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn. 430.000 đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá, đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ có thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng, đó là cái bóng đèn 8 cánh nha. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá, và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh nha em nha. Đây các bác nhìn này, đấy toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh, như các bác nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây có những cái quả này, cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này, đây có nhìn này, vẫn dùng ngon lành luôn nhá, vẫn dùng ngon lành luôn, nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi, có nhìn này, lỡ vỡ lòng sọc này, nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá, vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm, toàn bộ dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy, cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh nha. Đấy, có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, có nhìn chưa? Đấy, cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó này không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa, nên là cho ra cái ánh sáng, thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn. Đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn, rồi là những cái khuôn viên, rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây. Khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đây, các bác lên mã giúp em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy, các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng. Đấy. Thì mua cho em quả này, siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng, rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về, thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nhá, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá. Bán vẫn rất là chạy. Đó. 190.000 một quả nhá. 190.000 lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, các bác nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào hoặc là điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu các bác muốn xài nha thì các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết lại được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng, vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng ok luôn, chất lượng. 190.000 một quả nhá.
bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220 190k. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi. 1 đến 2 cái luôn, nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc, các bác để là thời tiết các thứ giờ nó rất là ẩm ướt. Đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn mặt nền này mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy, thì nguyên nhân là do như thế. Thì các bác mua cho cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá, thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua cho mấy kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy, cái này nó tùy chỉnh được không nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ, cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác đó, thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên, cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt này bác nhá, nó điều chỉnh tự do được nên là có yên tâm nhá, về hầu như là vừa hết luôn. Đó, thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít nữa em xả kho bán anh bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá, bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi, 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ một cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước là em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít các bạn, 5 lít, nói chung là cũng hơi cũ nhưng mà thôi, cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng đi hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn nha, để bác cùng xem này. Đấy, thì về thì các bác lắp đặt sẵn với nhà, hoặc là nếu mà nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy, thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá, ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra, còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào, sau đó là các bác siết cho con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc vào, bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy, thì đây nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá, cái chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng, các bác kê nó vào. Đấy, thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt này đây rất ok, chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn, các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nhà. Đấy, một hai cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này đây. Đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này, mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó, thì sản phẩm này thì không có gì phải chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy, cái là khách nhà em gửi đi, nhưng mà khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thì gửi về thì bị vỡ là em dùng từ đấy đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 lít. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi, nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó, em báo giá luôn nhá, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ, 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhá, 320.000 ưu đãi bào ship luôn, bào ship cho dễ bán luôn này.
bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship ở nhà. Công suất là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, sử dụng điện 220. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân ấm này. Một thân ấm nhá, đây, một thân ấm đây. Hàng Hikari này, đây. Có chữ dòng chữ Made in Japan là không nhìn không? Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất chắc chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống. Ấn mạnh em cái tạch cái là xong. Ở đây, phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này, các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái, bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây, phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này. Sử dụng điện 220 này, công suất là 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, có Hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá. Đây là phần đế ấm, toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó. Chân khâu đồng luôn nhá, các nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to. Phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để ở đây thôi. Đổ nước để ở đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cái tự động là nảy xong. Ok. Dung tích 2.3L để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng đang dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi. Dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy, là nó cái đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng Made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, Made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá, sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000 bao ship tận nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn đây bác, đó là cái lô cây gãy lưng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Cái cây gãy lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng thì các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. À, này. Khoảng tầm 40cm nhá, khoảng tầm 40cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãy lưng này, gãy lưng, gãy chân, gãy tay. Bình thường ví dụ nó vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãy rất là khó, thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãy nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãy này. Rất ok. Nó gọi là cái cây gãy lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại em đang xả kho gọi là chiên kính biếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Tại em đang grab kia một cái cây gãy lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây thôi nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây gãy lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãy lưng, gãy người, gãy ngọn rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãy nhá. Cây gãy lưng 10k một cái. Nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãy được, các bác phải nhờ người gãy cho ấy. Đấy, các bác mua ok về. Đấy, đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãy luôn. Mà tự tay mình gãy bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãy đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất các bác nhá. Đấy, cây gãy lưng 10.000 một cái cây gãy lưng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng bơm 2T của Stanley này, hàng Made in Japan. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T. Bơm 2T này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 220.000 một cây. Bao ship cho bác tận nhà luôn, giá này gần như là giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, bơm 2T nhá. Bơm 2T 2 xi lanh 220.000 một cây. Đấy, sản phẩm này thì bơm mới nguyên hộp luôn. Đấy, bơm mới nguyên hộp. Gia đình nhà có xe đạp, xe máy các thứ là các bác nên sắm cho một con này, rất tiện dụng. Đấy, các bác bơm đỡ phải mang ra quán xá này rồi đỡ phải đi mượn bơm. Về có cái là mình dùng xài luôn. Stanley Made in Japan nhá. Đấy, đây. Đấy, phần 2T này, 2T nó khi các bác bơm trợ lực bơm rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Phần T bóng mượt này, rất chắc chắn luôn. Toàn bộ khung của nó sẽ là khung thép nhá, sơn tĩnh diện, siêu chắc chắn luôn. Đây, đế chân các thứ ngon lành luôn này. Con này thì thao tác rất dễ, có cả phần đồng hồ đo áp suất nhá, phần dây bơm này. Dây bơm đầu bơm các bác cắm xe đạp, xe máy, ô tô bơm cho em thoải mái luôn. Đấy, con này bơm xe đạp, xe máy, ô tô thoải mái luôn nhá. Dây bơm thì chống cập chống quẫy này, các bác bóp cho em thoải mái này, các bác thả tay ra cái này lại về bình thường luôn. Đấy, thả tay ra cái lại về bình thường luôn. Dây bơm chống cọp chống gãy siêu bền nhá. Đây,
tay cá lại về bình thường, rất ok. Con này thì nếu mà các bác đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nhá, nhá. Đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nha. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bác đau chân thì các bác có thể lấy tay các bác dặn luôn. Nó hai ti và khi mà bơm trợ lực nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà bơm cái lượng hơi vào nó rất là khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Hoặc là nhà các bác có hay có nhiều xe, các bác mua con về bình thường các bác cứ phải ra quán ra xá các bác bơm. Đây các bác mua cho em luôn con này về, đỡ phải ra quán ra xá hoặc đỡ phải đi mượn. Về cái là bỏ ra em hơn 200.000 mà dùng nó yên tâm, có cái dùng luôn mà. Nhiều khi cần là có cái dùng luôn, thứ hai là đỡ phải đi mượn đi mõ hay là đỡ phải ra quán ra xá rồi. Đấy, bỏ ra em 200 xài thoải mái luôn. Đấy, nồi đồng cua đá hàng Nhật này yên tâm rồi. Đó, made in Japan nhá. Tan lây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2 ti nhá. 220.000 một cây, bao ship tận nhà luôn, 220.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn luôn cho bác, đó là cái lô kem anh răng của Nhật này. Đấy, kem anh răng của Nhật, kem muối nhá. Nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho. Tháng 3 ngày 8 xả kho bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem anh răng muối nhá. Giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy, rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn, vị mặn mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái kem này xong là mồm miệng thứ nào cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các nhá, Santa. Đấy, hàng kem răng muối của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Đấy thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng date mới nhá, hàng date mới luôn. Đấy, hàng date mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một típ thôi. 60.000 một cái típ kem răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi, rồi là mồm hôi các thứ rồi, đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một típ nhá, 170g cũng xả thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác này luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, em về lô mới bán anh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350.000 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cái thôi, 310.000 một cái lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Đấy, bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác mua các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây, mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn, mà cái thùng này nó cũng ngon các bạn, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, các bạn nhìn thấy lớp gioăng cao su này, nên là khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây phần lòng trong nó này, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này, sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây, nó là dạng kiểu dạng ấn đấy, ấn đúng không nhá. Đấy, các bác ấn cho em, ấn mạnh nhau này. Đấy, ấn mạnh nhau nhá, phải ấn mạnh nhá, các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần gioăng cao su nó rất là kín luôn, các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái, đây là các bác nhìn này, cái lá thép của nó này, nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây, cát tông này, đấy, 7.62 mm này, đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các bạn nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này, chiều dài của nó là 30 này,
chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Khá là to đấy các bác nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ ra. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng mẹ này. Nhiều bác bảo là rất dày, dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vất vả vật cho em thoải mái, siêu nồi đồng cô đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi, gọi siêu bền rồi, không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá, 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của Uyên Đài rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua cái bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá, 20.000 một cái cây bút điện nha. 20.000 một cái cây bút điện nha, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng này 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó. Cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4 5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các nhìn này. Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để rồi mà rất nhiều ánh sáng nha các nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây, các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đó. Hôm nay em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Thì xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây các bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bác nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng dây lạnh, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nha. Tiếp theo thì hôm nay bên em về thêm cho bác một cái ít mã pin, đó là cái pin 9V, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã pin 9V này này. Đấy, đây. Về thêm cho bác cái mã pin 9V này, cái pin 9V này dùng khá là nhiều những thiết bị đã sử dụng cái pin 9V này. Đấy, ví dụ như là mic hát này, rồi là những cái thiết bị điện tử cũng khá nhiều thiết bị nó dùng cái pin 9V này. Đấy, thì các bác mua cửa hàng thì nó hơi khó, thì mình có thể mua online. Thì bên cửa hàng hiện tại em đang bán cái mã hàng này, đó là cái mã pin 9V nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã pin 9V này là 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên cái pin viên pin 9V nhá. Đây đó, 9V này, đó pin 9V nhá, đây hai đầu nó này, mới nguyên siêu luôn. Đó, một viên này là 10.000 nhá, pin 9V là 10.000. còn nếu mà các bác muốn xài cái pin pin 23A có nhá, 23 12V. Đấy, 23 12V thì cái pin này là cái pin ví dụ như các bác hay lắp ở điều khiển từ xa nhá, remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị cửa quấn rồi thì nó hay xài cái pin này này, pin 23 12V này. Đấy, thì các bác mua cho cái pin này. Cái pin này thì hiện tại bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 có nhá, 10.000. Đấy, thì hiện tại em đang có hai cái mã pin nhỏ con này. Thì là một mã là pin 9V. Đây, mã này là mã pin 9V này. Đó thì là 10.000. Và cái mã nhỏ hơn một chút là cái pin 23 12V. Đó thì bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 một viên nhá. Thì các bác cứ lấy mã nào, xem cái mã nào nó phù hợp với thiết bị mình đang dùng. Đấy, xem nó vừa không hay là nó dùng đúng cái chủng loại pin này không thì các bác liên hệ bên em bán cho bác nhá. Thì đây, pin 9V cũng là 10.000 luôn. Đấy, và cái pin 23 12V cũng là 10.000 luôn nhá. Đấy, thì hai dòng nó khác nhau nhá, một dòng là viên tròn, một dòng là viên vuông. Đó. Đồng giá là cứ 10.000 một viên. Tiếp theo thì bên em về thêm cho bác đó là cái bó gen con nhiệt này. Đấy, một bó này thì hiện tại em đang gửi bác là chỉ có 10.000 thôi. 10.000 một cái bó gen con nhiệt nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái gen con nhiệt này. Đấy, gen con nhiệt nhá. Gen co nhiệt một bó, một cái combo một bó nhà là 10k một bó thôi, 10k một bó. Cái một cái bó này thì nó sẽ gồm có cho bác là 5 sợi. Đấy, 5 sợi gen co nhiệt nhá. Nó từ to nhỏ này. Đây. Từ to nhỏ thì bên em sẽ bó vào thành một bó như này.
Nói chung là nó được là 5 sợi nhá. Đấy, 5 sợi thì to nhỏ. Đấy, thì mình sẽ bó vào bó nha. Nó là dạng gen con nhiệt nhá, đây. Đấy, nó khá là nhiều đấy. Một sợi này là dài được là 60 phân đấy các bạn. Một sợi này dài là 60 phân thì khi mà bó vào, à khi mà tính tổng ra thì nó rơi được khoảng tầm 3 mét gen con nhiệt nhá. Thì nó sẽ có to nhỏ lẫn lộn từ 1 ly đến 5 ly các bạn. 1 ly 5 ly. Thì bên em sẽ bó vào như này để cho nó gọn này. Đấy, sau đó là bên em sẽ bán cho bác. Thì một bó này chỉ 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình rồi anh em thợ thuyền dùng ok. Đấy, nói chung là cái gen con nhiệt này thì dùng ít không dùng nhiều nên là bên em sẽ chia nhỏ ra vì nhiều bác là bảo là mua nhiều quá không hết. Đấy, thì tôi muốn mua ít thôi thì đây. Ở đây bên em sẽ chia ra theo kiểu nha. Thì một cái bó nhỏ nhỏ nha. Đấy, nó khoảng tầm 3-4 ngón tay của em, nó khá là to đấy. Đấy, khá là nhiều gen đấy. Về các bác xài sử dụng gia đình mua 1-2 bó này về đã xài thoải mái rồi. Còn nếu có là mình dùng nhiều thì mình có thể mua nhiều. Thì một bó gen con nhiệt này là 10.000 nha, 10.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, dễ mua mà nó ít, nó vừa vừa tiền các bác mua nó cũng dễ. Đó, 10k một bó nha, 10k. Một bó gen con nhiệt nha, 5 sợi nha, mỗi sợi dài là 60 phân nha, khá là nhiều đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo 7 mũi vít này, 7 mũi vít để về các bác sử dụng bắt vít rồi mình vặn vít rất ok luôn. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là 7 mũi nhá, 2 4 6 7 mũi này, từ dài đến ngắn. Cái dài nhất của nó lên đến là 15 cm, về các bác xoáy rất ok luôn. Đấy, về cái con này nó chân sẽ là chân lục giác này. Đấy, chân lục giác để về các bác lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, chân nó chân lục giác là rất là dễ dàng sử dụng nhá. Thì một cái bộ combo mũi vít lên mã em sẽ cái bộ combo mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này gửi bác là 60.000 bộ nhá. 60.000 một cái bộ combo mũi vít V7 này. Bao gồm là 7 mũi vít nhá. Và cái phần này của nó là cái dạng cạnh sọc này. Đấy, khi mà các bác bắt vít là nó không bị trượt cái con chân vít nhá. Bình thường là các bác hay bắt những con mũi trơn đấy là các bác bắt vít rất hay bị trượt. Đây. Nó là dạng làm kiểu dạng khía khía này. Đấy, nên là nó là những cái rãnh để chống trơn trượt nhá. Các bác bắt vít không bị trượt mũi. Và toàn bộ dòng này đều được nạp từ hết. Đấy, đều được nạp từ tính hết nên là bắt thít rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng thì đây nó nguyên túi này. Hàng này hàng ôm đô, em ôm đô thanh lý cửa hàng nên nó được cái mức giá hồi này, chứ bình thường các bác mua những một cái bộ mũi vít này không phải là có giá dưới 150.000 đâu. Đấy, nó rất là giá rất là cao luôn đấy. Đây thì em đang gửi bác cái giá gốc luôn, nó chỉ có 60.000 thôi, giá nó rất là bình dân hạt rẻ nhá. Đấy, toàn bộ là đều được bắt từ tính hết nhá. Đấy, đều được bắt từ tính hết nên là rất ok. Đây. Đấy, mũi thì cực kỳ chắc chắn rồi, rất là đẹp luôn. Mà 7 mũi này nó giá nó chỉ có 60.000 thôi là có biết cái giá nó như nào. Cái giá nó siêu hạt rẻ luôn đó. Đây. Siêu hạt rẻ luôn, mũi thì cực kỳ đẹp này, các bạn nhìn này. Đây này, đấy, toàn bộ được làm cạnh chống trơn trượt hết này. Đấy, đầu mũi vít chống trơn trượt nhá. Đó, rồi thân vít này. Phần chân vít của nó sẽ là chân PS2 nhá, chân lục giác nhá. Nói chung là mũi vít rất là đẹp, còn đẹp cực kỳ luôn nhá, hàng thanh lý nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Bên em cũng gửi bác cái giá thanh lý luôn. Đấy, và chắc là cũng nhiều bác hỏi là cái mũi này thì cái bộ này bên em có bán lẻ mũi không thì em nói luôn nhá, bên em không bán lẻ mũi nhá. Bán là một cái bộ này với mức giá là 60.000 thì các bác tội gì các bác mua lẻ. Mua thì các bác mua luôn cả bộ về các bác xài luôn. Đấy, mua cả bộ về mình xài luôn. Là một bộ combo 7 mũi vít nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 60.000, lên mã như em sẽ là cái combo mũi vít V7 nhá. 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ mình dân. Mà dùng rất ok. Đấy, chuyên dùng cho các bác sử dụng máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Các bác bắn vít, vặn vít các bác dùng con này cho em. Đấy, dùng bộ này cho em. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, combo mũi vít V7 nhá, 60.000 bộ. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cho bác đó là cái con vòi nước đôi này, nên đã em sẽ cái vòi nước đôi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Con vòi nước đôi inox 3x4 này. Đấy, rất đẹp, chắc chắn này, toàn bộ bằng inox 3x4 nhá. Đây, su 3x4 này, phần tay gạt này. Đấy, rồi là phần van xoáy này. Đấy, đây. Đấy, đầu ra này. Đấy, lõi của nó sẽ là lõi khóa đồng luôn nhá, khóa đồng sáng choang luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Về các bác bắt vào những cái gen 21 rồi các bác sử dụng ra thôi. Cái con này hay của sản phẩm này là các bác vào, đấy, vào nước thì khi mà nước nó ra thì nó sẽ ra được hai đường, và hai cái đường này là nó sẽ có hai cái khóa độc lập riêng biệt luôn. Là các bác xài cái khóa nào thì các bác mở cái khóa ra nhá, còn nếu các bác không xài thì mình có thể đóng lại nhá. Hai khóa nó độc lập riêng biệt luôn, không liên quan gì với nhau nên là rất là tiện. Đấy, về các bác lắp ví dụ là một cái đường nước ra chỗ này, một đường nước ra chỗ kia. Đấy, lúc nào mà mình dùng cái đường này thì mình mở ra, lúc nào mình dùng cái đường này mình mở ra, không dùng thì mình đóng lại cho em nhá. Đấy, nó rất là hay, nó không bị ảnh hưởng những cái đến cái đường nước khác nhá. Đấy, nó một ra hai và nó có hai cái van khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng rất ok, chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Inox 304 và bên em đang gửi bác một cái mức giá thì siêu bình dân, siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi nhá, cái con vòi đôi
vòi đôi inox này, đấy, vòi đôi inox 34, vòi đôi nhá, 1 ra 2 này. Đấy thì giá của nó chỉ có 60.000 một chiếc thôi. 60.000 một cái con vòi đôi inox 34 này, 60.000 một cây. Đấy, sẽ có là một đường nước vào và hai đường nước ra nhá. Hai đường nước ra là sẽ có khóa độc lập riêng biệt từng đường một luôn. Nên là các bác xài đường nào thì các bác mở đường đấy ra là các bác xài thôi nhá. 60k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là vòi đôi inox 34, 60.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì có luôn, đó là cái mã vòi đơn. Đấy, vòi đơn hay còn gọi là vòi nước V21 nhá. Vòi nước V21 này. Con này thì cũng inox 34. Dòng này thì toàn bộ của nó là inox M nhá, inox M đây các nhìn này. Inox của nó sẽ là inox M nên là nhiều khi nhiều bác hỏi là sao cái inox này nhìn lạ thế, nó là dạng inox M nhá. Bình thường là các bác hay nhìn những dạng inox bóng ấy, nhưng mà đây con này dòng này nó là sử dụng cái dòng inox mà thì nó sẽ bền hơn các bạn. Bền màu nó không bị xỉn nhá. Đấy, không bị xỉn. Đó, bình thường là những cái con inox bóng các bác hay dùng bị xỉn, nhưng con này dùng rất là bền màu. Đó. Đây. Đấy, nó là cái màu inox thật luôn nhá, màu inox thật nên nó dùng rất là bền màu. Ở đây phần tay gạt rất nhẹ nhàng, ok này. À, phần gen này. Đấy, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen 21, và con này nó sẽ có một đường ra, nó gọi là vòi đơn. Tay gạt rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đấy, khóa rất là êm ru nhá. Em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái vòi đơn nhá, hoặc là vòi nước V21 được. Đấy, vòi đơn hoặc là vòi nước V21 nhá. Vòi đơn. Vòi đơn này thì tại em đang gửi bác là giá của nó sẽ là đi 50.000 nhá. Vòi đơn là 50.000. Còn cái mã vòi đôi thì đang gửi bác là 60.000, thì các bác cứ lấy mã nào được, toàn bộ là inox 34 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì rất là phải chăng rồi. Bình thường các bác mua cửa hàng những cái con vòi này, bình thường như một cái vòi đơn ít các bác mua khoảng tầm 70 cho đến 100.000 một cái. Đây bên em của bác là chỉ có 50.000 thôi. Vòi chắc chắn dày, chất lượng lắm. Đó, vòi đôi là 60, còn vòi đơn là 50 nhá. Tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái mã củ chia nước này. Đấy, lên mã giúp xem sẽ là cái củ chia nước nhá. Cái củ chia này thì về để các bác lắp vào những cái đường nước nhà mình. Đó, ví dụ như là các bác lắp vào một cái đường nước mà muốn chia ra làm hai thì các bác lắp cho em cái củ này vào. Gen của nó thì cũng là gen 21 nhá, gen 21 này, đây, gen này, ba gen là gen 21 nhá. Thì cái đường này của nó sẽ là đường nước vào này. Còn lại thì sẽ có hai đường ra nhá. Đấy, hai đường ra. Và cái hay của sản phẩm này là nó sẽ có một cái khóa đây. Đấy. Cái khóa này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa tăng giảm áp lực nước cũng như là khóa đóng nước lại nhá. Đấy, trong tình trạng ví dụ như là các bác cần sửa chữa. Đấy, các bác muốn khóa nó lại thì thay vì các bác phải chạy ra đầu nguồn các bác khóa thì các bác khóa trực tiếp ở cái phần đầu này luôn. Thì sẽ khóa trực tiếp lại và các bác có thể sửa chữa thoải mái nha, không lo nước nuôi bị văng vãi của các bác đỡ phải chạy đi chạy lại nó mất công. Đó thì các bác mua cho con này về. Nó gọi là cái củ chia nhá, hoặc là cái van chữ T. Đấy, củ chia hoặc là van chữ T đều được. Cái này thì cũng là inox 304 luôn. Đây. Su 304 nhá. Cái này thì tại em đang gửi bác cũng mức giá là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T đều được nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T. Van chữ T nhá. Van chữ T hoặc là củ chia nước. Củ chia nước này. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá. Cũng là inox 304. Đó, 50.000 một cái. Một đường nước vào và sẽ có hai đường nước ra và sẽ có cái khóa tổng ở đây. Cũng như là tăng giảm áp lực nước nhá. Đấy, các bác muốn khóa thì các bác khóa vào, và các bác muốn tăng giảm áp lực nước thì các bác điều chỉnh vào cái núm xoay bên trên cho em là xong. Cho bác đó là cái dòng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này đây. Hôm nay tiếp tục bên em về. Đó là cái mã hàng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Con này thì công suất của nó sẽ là 6W nhá và sử dụng giúp em là điện 220. Cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng thì nó điều chỉnh nhiệt độ từ 200 nhá. Đấy, 200 là tối thiểu và tối đa là lên tới nhiệt độ là 450 độ C. Đấy, 450 độ C này. Đây. Đấy, phần thân này, tay cầm, đấy, phần đầu mỏ hàn. Cái này đầu mỏ hàn này thì nó có thể thay thế được nhá. Thì các bác muốn thay thế thì các bác xoáy trong cái đầu này ra. Đấy, và các bác rút cái đầu ra các bác thay thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng nhá. Đấy thì một cái bộ sản phẩm mỏ hàn nó sẽ gồm có là đầu tiên là một mỏ hàn này. Tiếp theo là một cái cục nhựa thông nhá để về các bác hàn này. Đấy, một cục nhựa thông để về các bác hàn. Và đi kèm là một cái bộ ba cái đầu hàn có nhá, ba cái đầu hàn. Đấy, ba đầu hàn. Và cuối cùng tiếp theo lại là có cả thêm nữa một cái giá đỡ này. Và cuối cùng là một chút thiếc nữa. Đấy, chỗ này cũng rơi khoảng tầm 1 mét thiếc đâu các, khoảng tầm 1 mét đấy. Đấy, cũng khá là nhiều thiếc nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ này thì về là các bác mua về hoàn chỉnh là các bác mua về là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đấy thì full combo một cái bộ mỏ hàn là bao gồm là một mỏ hàn tặng kèm là một thiếc này, một túi đầu hàn này, một cái giá đỡ này và một túi thiếc như này. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm này thì bên em vẫn đang gửi bác mức giá rất tốt và
rất ok luôn. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác một bộ này là 100.000 bộ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, công suất là 60W, sử dụng điện 220, có tặng kèm cho bác là cả thiếc, cả nhựa thông, cả đầu hàn, cả giá đỡ đầy đủ luôn, là một bộ như này, đầy đủ các sản phẩm như này là 100.000 một bộ. Đấy, giá siêu tốt của bác luôn, là về các bác chỉ việc mua là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả các bác nhá. Còn nếu các bác muốn dùng nhiều, mua thêm thiếc, mua thêm nhựa thông thì tí nữa sẽ quay chi tiết về thiếc và nhựa thông để các bác có thể tham khảo mua thêm. Còn đi kèm là quan trọng là nó có thêm cả những cái đầu hàn này để về các bác thay thế này. Đấy, nó có những cái đầu hàn kiểu dạng hàn trượt, rồi là hàn đầu to đầu nhỏ này, đầu kim này. Đấy, rồi là có cả cái giá đỡ đi kèm rất là hay luôn. Đấy, thì một bộ này là 100.000 các bác nhá, 100.000. Đây các bác nhá, đây em nhắc lại một lần nữa này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Với mức giá là 100k là các bác sở hữu cho em là đầy đủ các sản phẩm, là một mỏ hàn, một cục nhựa thông, một giá đỡ, một túi đầu hàn và một cái túi thiếc nữa nhá, là một bộ combo chọn bộ này là các bác bỏ giá giúp em là 100.000 thôi. Đấy, sở hữu một cái combo này về là các bác chỉ việc xài thôi nhá. Là rất là giá rất hợp lý mà rất là hay. Cái này thì nóng cực kỳ nhanh nhá, cái này em bán khá là nhiều, nóng rất nhanh mà các bác hàn linh kiện điện tử đưa rồi. Sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng cho em rất ok luôn. 100.000 một cái bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, 100k một bộ. Rồi các bác mà đã có mỏ hàn các thứ rồi, nếu mà nhiều bác muốn mua thêm. Đấy, mua thêm thì bên em sẽ có bán kèm thêm. Thì đây, hiện tại thì bên em đang có bán kèm thêm cho bác rất nhiều những cái mã hàng liên quan đến về hàn mạch linh kiện điện tử này. Đấy thì có cái cuộn thiếc này, cuộn thiếc 100g nhá, cuộn thiếc 100g, sợi của nó sẽ là 0.8mm, cuộn này là 100g nhá, 100g, nặng xịch luôn. Đấy. Cuộn này thì bên em đang gửi bác giá thì rất hạt rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cuộn đúng nhá. 30.000 một cái cuộn thiếc 100g như này. Bình thường là các bác ra quán xá hoặc là những cái chỗ khác đang bán một cuộn 100g thì ít, nó rơi khoảng tầm 70.000 cuộn. Đấy, bên em gửi bác một cái mức giá rất là hạt rẻ, dễ mua luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc 100g. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác là 30.000 một cuộn thiếc 100g nhá. 100g này thì rất là nhiều thiếc luôn, về là các bác cứ hàn tẹt bô luôn. Đấy, 30.000 một cuộn thiếc 100g nha. Tiếp theo thì sẽ có thêm cho các bác, nếu mà các bác muốn mua kèm thêm, đó là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đây. Nhựa thông thì hiện tại bên em đang có cái hộp nhựa thông dạng nhựa thông chuẩn, nhựa thông tinh khiết quá nhá, nhựa thông tinh khiết thì đây, đây có nhìn này, trong vắt luôn này. Đấy, nó trong vắt luôn đó, hàng chuẩn nhựa thông chuẩn nhá, nhựa thông xịn đấy. Đấy thì một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha, nó bên em đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá, 10k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là nhựa thông, nếu mà các bác muốn mua thêm nhựa thông thì đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá. Đấy, 10k một hộp nhựa thông tinh khiết 100% nhựa thông xịn luôn nhá. Đó, 10k một hộp nhựa thông như này các bác nhá. À, rồi qua những cái mã hàng tiếp theo này. À, tiếp theo thì có luôn cho các bác đó là cái mỡ hàn nhá, mỡ hàn. Mỡ hàn này thì để làm gì? Mỡ hàn này thì để nó là một cái chất xúc tác để khi mà các bác hàn mạch, hàn linh kiện nó sẽ tạo cái độ kết dính hơn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng thiếc, dùng nhựa thông nó là một phần rồi. Còn nếu mà các bác muốn mà cái mạch hàn của mình nó kết dính mà nó ăn chắc hơn thì các bác bổ sung thêm cho em một cái lọ mỡ hàn này nữa. Đấy, nói chung là cái này thì nhiều bác trong cái ngành linh kiện điện tử thì các bác biết cái dòng này rồi. Đấy, nó gọi là mỡ hàn nhá. Đấy, thì một cái hũ mỡ hàn 30g như này. Đấy, 30g thì hiện tại em đang gửi bác là 15.000 một hũ nhá, 15.000 một cái hũ mỡ hàn nha. Đấy, đây mỡ hàn đây đó, thì về các bác chỉ việc là xài thôi, nó có đựng trong hũ đầy đủ hết rồi, là gửi bác là 15k nhá, 15k một cái hũ mỡ hàn có trọng lượng là 30g một hũ nhá. Đấy, 30g một cái hũ mỡ hàn 15k. Đấy, một hũ là trọng lượng là 30g không nhá. Nói tóm lại thì là cái mỡ hàn này nó là một cái chất xúc tác nhá. Đấy, khi mà các bác hàn thì nó hỗ trợ các bác hàn mạch nó rất là dính nhá. Đấy, cái độ kết dính nó sẽ xúc tác thêm vào cho cái nhựa thông và cái thiếc, nó sẽ tăng cái độ kết dính lên. Đấy, tăng cái độ bám dính của cái mối hàn lên nhá, nó sẽ được chắc chắn hơn. Nói chung là cái này dùng rất hay. Cái này thì chắc không nhiều bác cũng chưa biết, nhưng mà cũng rất nhiều bác biết về cái sản phẩm mỡ hàn này. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi như em là có cái mỡ hàn này không. Đi đây, đợt này về được cho bác một cái lô mỡ hàn rất là ok. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi đó. 15k nhá, 15k một cái hũ mỡ hàn 30g nhá, 15k hũ thôi, giá rất là bình dân. Mà nói chung một cái sản phẩm cho anh em thợ hàn, rồi các bác ở nhà hàn mối hàn với nhức, các bác dùng cái mỡ này các bác hỗ trợ cái mối hàn nó chắc chắn hơn, rất ok luôn. 15k một hũ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên em tiếp tục về cho bác cái mã, đó là cái cây kìm xanh, hay còn gọi là cái cây kìm để các bác về cắt chân linh kiện nhá. Đấy, cái này thì dùng trong ngành điện tử. Đấy, linh kiện điện tử các bác mua về dùng, chuyên dùng để các bác cắt chân linh kiện nhá. Đấy, rồi ngoài ra thì các bác có thể mua về để mình cắt móng tay móng chân đều được luôn, rất sắc bén nha. Con này thì
các bác có thể cắt dây điện này, rồi là cắt những cái con linh kiện, chân linh kiện đấy, để các bác cắt, các bác thay thế rất ok luôn. Giá thì bình dân thôi. Ở đây em về lô mới và cũng đang giảm giá xả kho bác luôn. Bữa trước thì cái cây kìm xanh này đang bán là 40.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có 20.000 một cây đâu nhá, 20.000 một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm xanh để các bác về cắt chân linh kiện nhá, cắt dây điện dây đó một thứ rất ok, sắc bén cực kỳ luôn. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây. Giá siêu hạt rẻ đây. Các bác nhìn em cắt này, em bấm này. Đó, rất sắc nhá, còn này bấm cực kỳ ngọt luôn này. Đấy, nó như kiểu bấm móng tay các bạn, như kiểu các bác bấm móng tay ấy. Đấy, các bác bấm dứt khoát này. Đấy là ăn ngay luôn. Đấy, các bác về bấm dây điện rất ok. Bấm cực kỳ ngọt nha, đây em bấm phát nữa này. Các bác nhìn này, bấm. Đó, thấy không? Rất là sắc bén đó. Đó, thấy không? Các bác mua về bấm dây điện, bấm chân linh kiện điện tử thứ rất là hợp lý rồi. 20.000 một cây thôi, 20.000 một cây. Lên mã anh em sẽ cái cây kìm xanh hoặc là cây kìm cắt chân linh kiện điện tử nhá, 20.000 một cây nha. Tiếp theo thì cũng là một cái mã hàng liên quan về cái vấn đề linh kiện điện tử này, hỗ trợ hàn nhiễu thứ này gì đây. Đó là cái bộ dụng cụ để các bác hút hút thiếc nhá. Đấy, hút chân thiếc các thứ rồi thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác muốn vệ sinh sạch sẽ cái mối hàn trước khi các bác hàn thì các bác mua cho em cái dụng cụ để về các bác hút thiếc nhá. Đấy, nó gọi là cái dụng cụ hút thiếc. Đó, thân của nó toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn. Đấy, và đây là phần xi lanh này. Các bác chỉ việc ấn xuống cho em. Đấy thì nó sẽ khớp vào cái phần cò này và bắt đầu các bác muốn hút thì các bác ấn vào đây. Đó là sẽ bật cái ti lên nhá thì nó sẽ hút vào nhá. Hút vào cái lực hút rất là khỏe luôn. Đây em bấm này. Đấy, có thấy không? Đấy, em bịt tay vào cái là nó không thể ra luôn, nó rất là kín. Đấy, phải thả tay bắt đầu nó bị bịch ra nhá, nó rất ok. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn xuống này. Đấy, sau đó các bác dí vào cái phần cái chỗ các bác mối hàn các bác cần hút thiếc này, bấm cho em cái. Đấy, rất ok, cái lực hút rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn luôn, cái phần ti cái thứ là nó cũng chắc chắn nhá. Đó, đây bấm cái tụt ra luôn. Đấy, đây bấm cái ok luôn. Đấy, hàng này của nó hàng bãi nhá, mới nguyên vỉ luôn đi nha. Đấy, hàng bãi, hàng hãng đàng hoàng luôn, rất xịn sò, ok. Giá thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là 50.000, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây hút thiếc nhá. Đấy, cây hút thiếc đang gửi bác là 30.000 có nhá, 30.000 một cái cây dụng cụ để các bác về hút thiếc nhá, vệ sinh mối hàn, chân hàn cho nó sạch sẽ nhá. Đó, hút thiếc nhá, ấn xong phát này các bác dí với cái phần mối hàn này, bấm cho em cái này. Đấy, hút phịch cái này xong rất ok, vệ sinh sạch sẽ mối hàn trước khi các bác hàn nhá. 30.000 một cây thôi, 30.000 một cái cây hút thiếc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái eto kẹp mạch này. Đấy, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá, em báo giá luôn, bên em gửi bác một cái eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ này là 40.000 một cái kẹp eto nhỉ nhá, 40.000. cái này thì về các bác kẹp những cái đồ dạng đồ nhỏ ấy. Đấy, đồ nhỏ, đồ như ví dụ như là linh kiện điện tử ấy, rồi là những cái đồ dạng linh kiện nhỏ. Đấy, các bác ví dụ tay các bác cầm thì các bác run thì các bác cho đây các bác kẹp vào. Đấy, các bác kẹp vào đây. Và cái con này là nó là dòng eto eto kẹp di động nhá. Eto kẹp di động thì các bác có thể kẹp vào đâu cũng được. Đấy, kẹp ở chỗ bàn làm việc của các bác để các bác hàn này, rồi các bác di chuyển các bác kẹp ra những cái chỗ mà các bác cần sử dụng thì các bác có thể tháo ra. Đấy, sau đó là cái chỗ nào mà nó khớp vào nó vừa thì các bác lại kẹp nó vào, xoáy nó lên kẹp nó vào. Và cái phần trên này thì các bác kẹp ví dụ kẹp những cái đồ linh kiện này, pin biếc các bác kẹp vào đây. Đấy, ví dụ như này em có những cái viên pin nó nhỏ nhỏ này, bình thường các bác cầm tay thì các bác rất là khó hàn các thứ này thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, các bác nới ra nhá. Đấy, các bác nới ra đây. Đấy, đây sau đó các bác cho nó vào đây các bác kẹp. Đấy, để các bác hàn ví dụ hàn những cái chân pin các thứ này, rồi đến những cái chân chân con linh kiện các thứ rồi. Đấy, bình thường là các bác cầm tay nó run. Đấy, các bác cho đây các bác kẹp nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kẹp đấy, các bác siết vào là đứng yên như này luôn. Đó, để các bác hàn hiếc các thứ này, rồi là sử dụng các bác những cái dạng linh kiện nhỏ. Bình thường là những cái con kẹp eto to nó rất là cồng kềnh thì các bác mua cho cái con kẹp này về rất là hay. Nó chỉ có 40.000 thôi. Lên mã cho em sẽ cái eto kẹp mạch nhá, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Đấy, giá của nó thì sẽ là 40.000 hoặc là lên mã cho em sẽ cái eto nhỏ, eto 40.000 được, eto mini. Đấy, bảo bán cho tôi cái eto kẹp mạch eto mini ấy thì bên em sẽ biết luôn. Là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái eto kẹp mạch linh kiện nhỏ là 40.000 một cái nhá. Đây, đây em cho bác xem cái anh em đang kẹp này. Đây nhá, đây ví dụ như cái bàn làm việc của bác đây nhá. Đấy, thì các bác sẽ kẹp vào đây nó chắc khư luôn nhá. Và cái phần trên này ví dụ như là có những cái đồ nhỏ thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, ví dụ như là những cái con diode IC rồi những cái phần mạch bảng các thứ là các bác kẹp vào đây. Rồi là những các bác sử dụng những cái dạng nhỏ rồi. Đấy, thì các bác cho đây các bác kẹp nhá, nó rất là hay, nó dạng mini thôi. Nó nhỏ nhỏ nhưng xinh thôi, bằng khoảng tầm bàn tay cho em thôi này. Đó, thì các bác siết vào nhá. Đây nó có cả cái phần, đây là cái phần cái vòng xoay này thì để nó siết là siết cái phần dụng cụ bên trên thì các bác siết nhá.
còn cái phần bên dưới này của nó này, nó là cái phần cạp vào những cái ví dụ như là những cái phần cạnh bàn rồi là những cái phần cạnh giá các thứ giờ để cho nó chắc chắn để các bác kẹp vào nha. Con này khi mà kẹp vào chắc chắn lắm, đây các bác dây thoải mái luôn, không ra đâu, đó rất chắc chắn luôn đó. Đó là cái sản phẩm này tại em đang gửi bác là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái, nó nhỏ nhỏ xinh đi. Đấy, khoảng tầm bàn tay em này đó, đây đây luôn nhá, đó 40.000 một cái, khá chắc chắn mà khá là tiện luôn, về các bác kẹp những cái đồ linh kiện nhỏ rất hợp lý luôn. 40k nhá, 40k kẹp eto, kẹp eto, eto kẹp mạch nhá, linh kiện nhỏ 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ pin 3 chữ A này. Đấy, vỉ pin này về các bác lắp vào điều khiển các thứ này. Đấy, nó là dạng pin 3 chữ A nhá. Về thì nhiều bác cứ hỏi em là cho bác một vỉ pin. Đấy, cho bác một vỉ pin nhưng mà em không rõ là các bác dùng cái pin mà nó có mấy chữ A, thì các bác về các bác nhìn giúp em là cái pin mà nhà các bác đang xài nó có mấy chữ A là các bác xem là chuẩn luôn. Đấy, bình thường thì tại em đang có hai cái mã pin tiểu là mã một mã là hai chữ A này. Đấy, hai chữ A là cái mã pin to đấy, còn cái mã pin nhỏ của nó sẽ là 3 chữ A. Đấy, hoặc là các bác có thể phân biệt màu, cái màu của cái pin to sẽ là màu vàng và cái pin nhỏ này sẽ là màu xanh thôi nhá, màu xanh. Thì tại em đang bán là đồng giá một vỉ nha, là 30.000 nhá, 30.000 một vỉ là 4 viên pin đó. Thì cái pin này là trước là nhiều bác là đã mua sạc rồi và cũng rất nhiều bác hỏi là muốn mua thêm pin nhưng mà trước là nó chưa có hàng, thì đây đợt này nó về thêm hàng để gửi bác đây. Thì lên mã giúp em sẽ là cái vỉ sạc pin tiểu nhá. Đấy, lên mã nha, cái vỉ pin tiểu để các bác dùng để về sạc để mình dùng nhá. Thì cái pin này là hay của sản phẩm này là về là các bác có thể sạc được không nhá. Đấy, có thể sạc được luôn, về các bác lắp vào cái bộ sạc nhà mình là các bác sạc thôi. Sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài. Đấy, khi mà hết thì các bác lại cho vào các bác sạc nhá. Đấy, và nó rất là giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 30.000 một vỉ thôi. Đấy, 30.000 một cái vỉ pin tiểu nha, 30k nhá. Thì sẽ có hai mã pin là pin 2 chữ A và mã pin là mã pin 3 chữ A nhá. 3 chữ A là pin nhỏ, còn 2 chữ A là pin to. Đó. Về các bác lắp vào sạc là các bác xài. Đấy, lắp vào thiết bị đồng hồ các thứ này, điều khiển này. Khi nào mà hết ý, thì các bác lại lôi ra. Đấy, các bác lắp vào cái bộ đốc sạc nhá. Và lúc nào mà đầy thì các bác lại lôi ra các bác xài thôi. Đấy, bình thường là những cái dòng pin kia, pin bình thường ấy. Đấy, ví dụ như là cái pin ví dụ như những cái pin bình thường này các bác mua thị trường rất là nhiều này, những cái pin này thì các bác dùng hết là các bác bỏ luôn. Đấy, mà bỏ thứ nhất là rất là lãng phí và thứ hai là gây hủy hoại môi trường nhá. Thì các bác mua cho cái pin này về, đấy vừa thân thiện với môi trường nhá, mình dùng là mình có thể tái sử dụng được và nó được lâu ạ, được lâu. Và thứ hai là tiết kiệm ạ, tiết kiệm đó. Thì một vỉ này chỉ có 30.000 thôi mà 4 viên luôn và có thể sạc được nhiều lần các bác nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lắp vào cái đốc sạc các bác xài. Cái sạc này chắc là em nghĩ là rất nhiều bác mua bên em rồi, nhưng mà bữa trước là nhiều bác hỏi là không có pin lẻ, thì đây đợt này về cái lô pin lẻ này là các bác tranh thủ chốt luôn, chốt đơn nhanh luôn nhá. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ nhá, pin 2 chữ A và pin 3 chữ A, thì các bác lấy mã nào cứ báo nha, pin xanh hoặc là pin vàng, đồng giá là cứ 30.000 một vỉ 4 viên. Một số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn, đó thì đây lên luôn cho bác đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn của Caboxy. Em báo giá luôn, cái cây kéo cắt tôn này tại em gửi bác giá sẽ là đi 160.000 một cây nhá, 160.000 một cây kéo cắt tôn của Caboxy này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn. Đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ này. Bây giờ cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt và nó có cái lò xo trợ lực này, các bác bóp vào, còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn các nhá. Đây, cắt thử bác coi này, con này cắt thì siêu ngọt luôn, các nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá các nhá, chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó cứng này, các bác còn dễ cắt nữa. Đây là em đang cắt giấy này. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Đó, đây lưỡi thì siêu sắc bén, cái này em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Caboxy nhá, 160.000 một cây, 160.000 một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước nhá, về các bác thợ thuyền, anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước niếc có thứ rồi. Bình thường là các bác cứ phải dùng cưa dùng kéo thì các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây các bác bấm nha này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà
cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bác. Đấy, cắt rất là mịn. Đây nha, em sẽ cắt bác coi. Đấy, đây, các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó, đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba via bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó đã bị cái ba via các bác phải đi mài miếc và làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công, mất thời gian. Các bác mua này, con này cắt rất là ngon, ngọt, dễ cắt nhá. Mà nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về. Tức là các bác cứ cắt làm sao mà các bác cắt là cứ ống, cái cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42, 27, 21 các thứ, 34 là các bác dùng con này chăn chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình điện dân dụng mà các bác xài cho em con này là quá hợp lý rồi. Đó. 100 ngàn một cây nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kéo cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá, kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100 ngàn một cây. Bộ lấy ống gãy này. Đấy, bộ lấy ống gãy 5 mũi này cũng của Kabushi. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ống gãy nhá. Giá nó thì bình dân thôi. 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài cho bộ này. Đấy, về các bác có những cái con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi các bác không thể làm gì được, để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào. Đấy thì nó tạo cái cơ chế hoạt động nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Kabushi, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi thôi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30.000 thôi, 30.000. đây, ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này, đấy thì các bác sẽ khoan ra một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy con này ra. Đấy thì nó theo cơ chế gen ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá. Bộ lấu gãy 5 mũi nhá, 5 mũi thì to nhỏ 30.000 một bộ. Theo thì hôm nay bên shop ôm lô. Đấy, ôm được một cái lô mũi vít hàng thanh lý cửa hàng nhá, hàng thanh lý cửa hàng rất xịn luôn. Một cái bộ mũi vít bao gồm là 7 cây nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi vít V7 nhá. Đấy, mã của nó sẽ là V7 với mức giá thì tại em đang gửi bác giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 60.000 một cái bộ mũi vít này thôi, 60.000 một bộ. Bao gồm là 7 cây vít nhá. Đấy, 7 cây vít và đầu của nó sẽ là đầu chuôi lục giác để về các bác có thể lắp vào máy khoan pin các thứ cho em thoải mái luôn. Đó thì nó sẽ gồm có là một đầu dài nhất là 15 cm này, đầu thứ hai là 12 cm, đầu thứ ba là 9 cm này, đầu thứ tư là 7 cm, thứ năm là 6 cm, đầu thứ sáu là 5 cm, và đầu cuối cùng đấy, đầu thứ bảy là 2,5 cm nhá. Đấy thì các bác mua một bộ này về là các bác xài là đa di năng luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy cho em tất cả các loại ốc luôn. Và đầu của nó sẽ là đầu bốn cạnh nhá. Đấy, đây, đầu của nó sẽ là đầu bốn cạnh này. Đấy, đầu bốn cạnh, và ở đây nó thiết kế là cái dạng rãnh này, để khi mà các bác xoáy là nó không bị trượt quá nhá, nó không bị trượt ốc. Bình thường là các bác hay xoáy những cái dạng ốc thường là nó không có những cái rãnh này đâu. Đấy, nó không có những cái dạng taro các thứ này, cái gen này nó lên này. Đấy, các bác xoáy rất hay bị trượt ốc. Nhưng mà con này này, nó thiết kế dạng sọc sọc này. Đấy thì khi mà các bác xoáy nó không bị trượt ốc nhá. Đấy, không bị trượt ốc. Và đây, chân của nó sẽ là, đầu của nó sẽ là đầu chuôi lục giác nhá, đầu PH2. Đấy, nên là về các bác cắm vào những cái con máy khoan pin, rồi là những cái con nó có cái chân lục giác, các bác cắm vào là các bác xoáy ok luôn, lắp vào máy khoan pin ok nhá. Đấy thì chắc em cũng nghĩ là nhiều bác hỏi là có bán lẻ mũi không, thì các bác thông cảm với em nhá, vì hàng này là hàng bên em ôm lô thanh lý cửa hàng nên là hàng nó theo bộ rồi. Đấy, theo bộ sẵn rồi nên là bên em không tách nữa nhá, bán là bán một phát cả bộ luôn, vì giá nó rất là hạt rẻ, giá nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, giá siêu hạt rẻ, bình thường các bác ra cửa hàng cửa hiệu hoặc là những cái chỗ khác người đang bán một cái bộ này ít, nó rơi khoảng tầm 130 cho đến 150 một bộ các bạn. Đấy, bên em thanh lý cái lô này nó chỉ có 100 nó chỉ có 60.000 một bộ thôi. Đấy, thanh lý giá siêu lỗ luôn đấy các bạn. Đấy, siêu lỗ luôn. Bộ mũi vít V7 nhá, bao gồm là 7 cây từ ngắn đến dài. Đấy, từ ngắn đến dài nhá, đầy đủ luôn. 15 12 9 7 6 5 2.5 các bác nhá. Đấy, với mức giá sẽ là 60k. Đây, các bác cùng xem lại một lần nữa này.
rất đẹp luôn nhá, một bộ mũ vít này mà chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Cái này thì số lượng hạn đúng nhá, chắc chỗ này khoảng tầm 50 bộ nó không có nhiều đâu ạ. Đấy, các bác tranh thủ mã nào ưng cái mã này, hoặc anh em thợ thuyền làm nghề, nói chung là nhìn cái bộ mũ vít này rất là ưng rồi, thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn, mà chỉ có 60.000 một bộ đó nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái bóng đèn 4 cánh này. Đấy, tiếp tục về cái lô bóng đèn 4 cánh rất là hay nhá, về các bác sử dụng thắp gia đình. Đấy, rồi là những cái chỗ mà không gian rộng các bác lắp treo quả này rất sáng luôn ạ. Đấy, đây khi mở ra thì nó như một chiếc quạt trần đây này. Đấy, nó sẽ có 4 cánh và một cái chóa ở giữa, thì nó sẽ sáng 4 cánh nhá, và một cái chóa ở giữa luôn. Nói chung là cái dòng này thì siêu sáng rồi, về cái chất sáng nó rất là sáng luôn, công suất nó sẽ là 100W nhá, và ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện 220. Đấy, đây đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, nên về các bác sử dụng những cái đuôi phổ thông nhà mình nó ok rồi. Đấy, xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi, 220V nhá, công suất là 100W nhá, rất là sáng luôn. Các bác cần những cái không gian rộng, các bác cần những cái quả bóng nó sáng, hoặc là ví dụ nhà cửa nhà mình như rộng cần một quả bóng nó sáng, thì các bác mua trong quả này về dùng rất ok. Cái này thì trước em bán rất là nhiều này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô này với mức giá thì nó siêu tốt luôn, nó chỉ có 90.000 một quả thôi. Đấy, 90.000 nhá. Dòng này sử dụng dòng chip led siêu sáng, rất tiết kiệm điện, cầm một quả bóng chắc nịch luôn. Đấy, từ cái phần thiết kế các thứ rồi. Đấy, rồi là phần bản lề thứ là thiết kế rất là chắc chắn, cầm quả bóng nặng trịch, rất nặng luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 4 cánh, công suất là 100W nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá, 90.000 một quả thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 90k, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện. Đấy, công suất 100W nhá, cho mức ánh sáng rất sáng và rất là rộng luôn. Đấy, cái này thì trước em cũng hay xài những quả này, em lắp để em quay, như bây giờ thì em nâng cấp lên. Đấy, thì em lên cái con 8 cánh, còn những con 4 cánh này các bác xài gia đình con này thì rất là hợp lý rồi. Đấy, vừa làm đèn trang trí nó như kiểu một chiếc quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng luôn, 90.000 một quả nhá, bóng đèn 4 cánh. Tiếp theo thì lại về đèn đèn đuổi muỗi nhá, đèn đuổi muỗi. Đấy, hiện tại thì muỗi đang vào mùa, rất nhiều muỗi luôn, thì các bác mua ngay cho em cái con đèn đuổi muỗi của Hacker này về, cực kỳ nhạy luôn nhá. Những chỗ nào nhiều muỗi các bác cứ cắm cho em cái là khoảng tầm vài phút sau là cái tinh dầu nó bốc lên cái là muỗi chạy hết luôn. Cái này thì nó dùng để đuổi muỗi nhá, chứ không dùng để diệt muỗi đâu ạ. Nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó chạy ra là chỗ khác. Nói chung là trong cái khu vực mà các bác cắm cái đèn này, đấy, ví dụ như là bắt đầu chập tối các bác cắm cho em, đấy, thì khoảng tầm vài phút sau kia tinh dầu nó bốc lên là muỗi nó sẽ sợ chạy hết luôn, rất là nhạy luôn. Đấy, thì đây một cái bộ đèn mắt muỗi này bao gồm là một đèn và một lọ tinh dầu, với mức giá thì bên em gửi bác giá rất là rẻ bình dân, nó chỉ có 60.000 một bộ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đuổi muỗi nhá, đèn đuổi muỗi này, đèn đuổi muỗi của Hacker nhá, hàng của Hacker, hàng hãng của Hacker đấy. Đấy, với mức giá là đi 60k nhá, 60k bao gồm là một thân đèn và một lọ tinh dầu nhá. Còn nếu mà các bác xài mà các bác xài nhiều muốn mua thêm tinh dầu thì hiện tại mấy em có bán kèm thêm. Đấy, thì một lọ tinh dầu đuổi muỗi như này thì sẽ có giá là 20.000 một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọ tinh dầu đuổi muỗi này, tinh dầu đuổi muỗi 20k một cái lọ tinh dầu đuổi muỗi nha. Đấy, 20k một lọ. Hàng này thì không mùi cơ nhá. Đấy, không mùi và rất là an toàn thân thiện với con người, nên là có yên tâm dùng, ví dụ nhà có trẻ con dùng thoải mái luôn. Và một cái lọ này là các bác xài được là 480 tiếng này, rất là lâu luôn. Đây, em hướng dẫn các bác cách các bác xài lắp đặt luôn nhá. Thì về các bác lấy cho em cái này ra. Đấy. Và lấy cho em cái lọ tinh dầu ở trong hộp này ra này. Các bác mở cái này ra. Xoáy cái nắp này ra. Đó. Sau đó các bác lấy cái đèn, các bác ở đây nó có cái bấc rồi này, đấy, nó có sẵn cái bấc rồi, các bác xoáy nó vào, đấy, xoáy vào đây, các bác cắm vô đây và các bác xoáy vào đây, đấy, thì khi mà đốt, nó đốt nóng cái bấc này thì nó sẽ cái tinh dầu nó sẽ hút lên và nó cơ thế là nó bốc luôn thôi, đấy. Và đây là cái nút công tắc bật tắt này, cắm trực tiếp điện 220, sau đó các bác bật công tắc xem là các bác xài lúc nào không dùng thì mình có thể tắt đi, ví dụ là tối các bác bật lên, ban ngày các bác tắt đi, thế là ok, đó. Một bộ này bao gồm là một đèn và một một cái đèn này bao gồm và một cái lọ tinh dầu, là giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã cho em sẽ cái đèn đuổi muỗi nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa muỗi, dùng cái này rất là nhạy luôn. 60.000 một bộ nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu thì tại em đang bán thêm cho bác một lọ tinh dầu cũng của hãng đấy luôn.
thì sẽ là 20k một lọ tinh dầu đuổi muỗi nhá, 20k một lọ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái đèn học chống cận này. Đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng là rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70.000 thôi, 70.000 một chiếc đèn học chống cận nhá. Đó, 70k. Mà cái con này rất hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong những trường hợp mà mất điện này nhá. Đây, mở cho bác coi hàng mới như hộp này. Đi kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này. Đó, về các bác mở nó ra. Đấy, nó có thể gấp gọn vào nhà và lúc nào dùng được các bác mở ra. Cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này. Đấy, cụp vào này. Đấy, tùy chỉnh nhá các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Đấy, cụp lên cụp xuống rất hay luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá. Đây giờ em sẽ bật đèn bác coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi. Các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút cái biểu tượng này các bác bấm này. Đấy, nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1 2 3. 2 3. Đấy, nó sẽ có một cấp độ sáng này, 2 này, 3 này. Đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính nên là khi mà các bác sử dụng các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn LED các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay là nó bị đau mắt mà. Đấy, các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó, và cái nút này đây này. Đấy, cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá. Đấy, các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các bác coi. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy thì về các bác dắt vào sau này. Đấy, ví dụ như lúc nào mà có bút biếc thứ ta. Đây, ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em. Thế là xong ok nhá. Đấy, vào đây đèn này. Thao tác một chạm này, rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá. Vừa đủ để các bác thoải mái tập làm việc luôn. Đấy, để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy, ngửa lên cụp xuống ngon này kìa, rất chắc chắn ok luôn. 70k nhá, lên mã giúp em xem cái đèn học chống cận nhá, có tích điện có nhá, có tích điện, dùng trong trường hợp mà là mất điện mất đóm cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân hạt rẻ luôn mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng này. Lên mã xem cái móc khóa hình con rồng. Đấy, năm nay năm con rồng mà, thì các bác mua cho em cái móc khóa hình con rồng về rất là ok luôn, may mắn. Rồi là mọi sự thuận lợi suôn sẻ này, rất đẹp luôn. Đấy, thiết kế là mạ vàng nhá, mạ vàng. Đấy, đây hình rồng rất đẹp luôn đó. Và đây có phần móc này, về các bác có thể móc đồ, móc chìa khóa rồi làm đồ sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn. Giá thì bình dân thôi, 25.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái móc khóa rồng nhá, nhá. Móc khóa rồng, đấy hình con rồng này, về các bác dùng để móc khóa móc đồ thứ gì. 25k một cái thôi, 25k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc khóa rồng, 25.000 một cái nhá. Mạ vàng rất là đẹp luôn, sáng choang luôn này. Đó, rất đẹp, chất lượng nhá. 25k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mèo, cái miếng dán mèo, con mèo thần tài này. Đấy, miếng dán mèo thần tài. Hiện tại em sẽ bán theo một con này là 10.000 nhá. Đấy, 10.000. À xin lỗi bác là 5.000 thôi. Đấy, ví dụ về các bác có thể dán vào điện thoại này đây. Thì em đang dán điện thoại này. Đấy, đem lại sự thuận lợi cho công việc này. Đấy, làm ăn phát tài phát lộc nhá. Đó, thì lên mã nha, em sẽ cái miếng dán mèo, miếng dán mèo thần tài. Đó, một miếng dán mèo thần tài này đang có giá là đi đây một miếng nha, đang có giá là chỉ có 5.000 thôi. Đấy, cái này thì bán thêm cho bác để các bác có đồ các bác mua thêm. Đấy, 5k miếng đúng nhá, 5k một miếng. Lên mã nha, em sẽ cái miếng dán mèo thần tài nhá, 5k. Về các bác dán vào đồ vật đem lại sự may mắn này, làm ăn thuận lợi này. Đấy, tiền vào như nước luôn. Về các bác có thể dán vào điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, vừa đẹp vừa nói chung là nó nhiều cái hay lắm ạ, nhiều hay lắm đó.
Vì giá mèo tài là 5.000 mỗi nhá. Còn móc hóa rồng đang gửi bác là 25k một cái. Theo thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32cm nhá. Chảo rất to nha các nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các nhá. Có chống dính và có đun nước bếp từ, có đun nước bếp từ luôn nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác là một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế nhà sản xuất rất là cẩn thận là cho các bác kèm một chiếc môi gỗ này vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính nên là nhà rất rất cẩn thận là có đi kèm nó một chiếc mà cái chìa cái môi đảo bằng gỗ này để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá. Tại vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị đấy này, hay bị xước ra này. Đấy thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo này. Đi kèm cho bác là phần tay qua này thì về các bác lắp vào thôi nhá. Đấy về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay qua của nắp vung thôi nhá. Đấy rồi là có cả môi đi kèm luôn này. Rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này. Vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá. Khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng láng luôn này các bác. Đấy và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đây. Đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá thì nếu mà có vung này các bác có thể là xài các bác nấu nướng được luôn. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32cm. Đấy đường kính tổng thể là 32cm rất là to luôn. Đấy những cái dòng chảo 32cm thì các bác sử dụng nhà đông người thứ cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được phủ một lớp chống dính vân đá lên rất đẹp nhá. Nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây. Và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này con này nói chung là nó không kén bếp nhá. Bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá. Hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo chảo Hàn Quốc nhá. Đấy chảo Hàn Quốc này. Chảo Hàn Quốc đường kính của nó sẽ là 32cm và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy 140k một cái nhá. Giá rất tốt luôn. Vùng viếc này rồi là môi rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài. Còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là không, nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không rồi là vùng viết các thứ là nó ok không. Đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok thôi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính 32cm, giá hiện tại em đang bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá, cặp lồng. Em báo giá luôn 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120.000 một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các nhá. Đấy, 1,6 lít. Em mở cho bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này. Còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh sinh viên này, rồi các bác làm văn phòng công trình công trường và các bác mang cơm cho người bệnh các thứ rồi. Đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm đựng canh vào đây các bác xách đi là ok. Có phần quai xách nhá, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp niếc thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây sạch mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá, rồi về các bác đựng đồ ăn nước các thứ đấy ok luôn. 120.000 nhá, 120.000 lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy, chỉ có 120.000 thôi, bằng inox 304 này các bác dùng yên tâm rất an toàn sạch sẽ luôn. Đó, 120k 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120.000 nhá.
Cameo hoặc là cặp lồng đều được nhá, 1,6 lít 120g một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái dòng dây thít, dây thít này, nhiều bác gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít hiện tại em đã có hai mã, là một mã dây ngắn nhá, dây ngắn đây, và một mã là mã dây dài nhá, mã dây dài. Và em báo giá luôn, hiện tại em đang bán đồng giá một một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài cũng là 30 luôn. Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá, 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng thít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm. Tức là chiều dài của thít là 20 cm, và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá. 315 cái dây thít. Đấy. 250g dây thít các nhá. Đấy, thì tương đương vào là 315 cái, thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi mà được tận là 2,5 lạng luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng là bác ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy, mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250g luôn và vào 2,5 lạng đấy, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu, rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250g luôn, và một túi này được là 152 cái nhá, và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm. Một cái dây thít này là dài là 30 nhá, dài 30. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá, túi dây thít dài. Thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài, thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo nha, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì bên em sẽ biết bên nào là bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000, thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy. Bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố. Thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một đôi bao tay lao động nhá, là 10k. Đây, cứ lên mã cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố như này này, đấy một lố nguyên bịch nha, là 12 đôi nhá. Đấy, 12 đôi. Mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi. Như đây bên em bán cho bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy, về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nha, nên các bác tay to tay nhỏ là các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti li ti này. Các bác cầm nắm một thứ cho em, không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng mà anh em thợ thuyền xài này. Đấy, bê kính, bê kiếc, bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái gì, các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon, bổ rẻ, chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha, sẽ là bao tay lao động nhá, một đôi là 10.000. Còn các bác lấy theo lố, một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây giá đây. Đấy, 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này, để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bóng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá, cái dòng pin sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài, nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó thì đây mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V. Pin rất ok, pin này pin của hãng luôn nhá, em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi, giá rất là tốt và dễ mua luôn, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là pin 18650,
20.000 một viên nhá, để về các bác xài lắp đặt thiết bị này, rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị, ví dụ đèn pin này, một cái thứ là nó rất hay dùng pin này, 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp dĩa Đức 10 chiếc này, lên mã em sẽ cái hộp dĩa Đức 10 chiếc nhá, để về các bác sử dụng ăn hoa quả này, nhà có khách có khứa này, rồi các bác sử dụng gia đình ăn hoa quả rất ok. Lên mã duy em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả, một hộp này là 10 cái dĩa luôn, mà giá thì vô cùng là rẻ bình dân, nó chỉ có 40.000 thôi các bác nhá, chỉ 40.000 thôi. Lên mã duy em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả nhá, một hộp là 10 cái 40.000. Đấy, giá rất hạt rẻ. Chất liệu là inox 34 nhá. Đây, một hộp này thì sẽ có là 10 cái nha. Đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, 10 cái. Về các bác thoải mái xài luôn, mua hộp này các bác xài anh em cả gia đình mình luôn. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là có khách khứa rồi. Các bác bình thường ấy, người ta cầm tay thì đôi khi rất là ngại. Đấy, thì ví dụ như là mình có cái dĩa này các bác để lên. Đấy, thì cảm giác là người ta ăn thì người ta cũng sẽ có dĩa này cũng thoải mái tự tin hơn, dễ ăn hơn. Đó, đây. Logo Willing này. Đấy, chất liệu inox 34 nhá. Một hộp là 10 cái dĩa ăn hoa quả này nhá, chiên để các bác ăn hoa quả và cũng nói chung là ăn cũng được khá là nhiều món đấy, cái này cũng rất hay. Một hộp này là 10 cái nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã sẽ cái hộp dĩa Đức 10 cái của Willing thôi nhá, đấy, hình logo hai người của Đức này. Một hộp là 10 cây, giá sẽ là 40k một hộp dĩa Đức 10 cây nha. Đó là cái dòng quạt 12V này, cái này thì em báo giá luôn nha, các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu các bác hay dùng xe ô tô ấy, thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay, nó là dòng quạt đôi quá. Đấy, quạt hai quạt luôn, quạt hai quạt và có cả công tắc điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này, rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác ô tô đấy, ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy đấy, hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm cho em một cái con quạt để các bác để cho ô tô thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này, đấy, bẻ về đằng sau này, bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này, đấy, các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này rất là linh hoạt và thoải mái các bác lựa chọn luôn. Đấy, và cái con này và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này, đấy, cấp độ 1 này, đấy, số 1 và số 2 nhá, và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 các em nhé. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng hai quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W rồi. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát luôn nhá. Đấy, cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không chổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy, dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy, cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy, thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cái này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm xem. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó như kiểu là cái tẩu trên ô tô ấy, các bác cắm trực tiếp vào đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn, mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi mà nó động cơ không chổi than, nó chạy rất khỏe và rất là êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này, đấy nó phà mát dã man luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy, nên các bác để không thì nó lãng phí thì các bác mua cho ngày về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này, rồi là trong trường hợp mà mất điện mất đóm các thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì
các bác chỉ việc là mua cho máy quạt này về, còn cắm trực tiếp với cái tẩu ô tô là các bác xài thôi, nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà không nhá. Đấy thì hiện tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái, thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây, sau đó các bác chạm trực tiếp vào trong cái bình ắc quy như mình đó, bật quạt thế là quạt chạy, có thế thôi, quạt chạy cứ phà phà rất mát luôn. Đấy, bình này các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ, vì nó là cái động cơ không thể than, nó êm các bạn, nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn, rất êm mát luôn. Thì giá của nó một cái bộ sản phẩm, một cái quạt tẩu 12V như này là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi, dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi, thì mua thêm cho cái đầu tẩu cái này, thì cái đầu tẩu cái là 40.000 thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120.000 một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V cho em là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em về tiếp tục cho các bác cái lô chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác mà những cái bác mua trong năm chắc có biết cái dòng chăn này rồi. Đấy, nó là dòng chăn đũi nhá, hữu cơ, và nó thành phần chính là từ sơ đậu nành thôi nhá. Đấy, và em báo giá luôn 150.000 một cái nhá, và kích thước của nó sẽ là 2m nhân với 2m3. Cái này thì các bác đắp nhà đông người 2-3 người cho em thoải mái luôn, chăn rất to nhá, và đặc biệt là cái chất liệu nó từ chất liệu đũi các bạn. Đấy, từ chất liệu đũi các bác nghe, từ đũi là các bác biết rồi, mùa hè ấy thì các bác nên dùng những chất liệu như đũi nhỉ, các bác nằm nó rất là mát luôn. Đấy, nằm rất là mát, và đặc biệt đấy, bình thường ấy, ví dụ như là ban ngày thì rất là nóng, như ban đêm thì nhiệt độ nó lại xuống rất là thấp, nên là các bác vẫn cần có một chiếc chăn gọi là vừa mỏng đủ để các bác sử dụng cho em. Thì đây, một chiếc chăn đũi hữu cơ, đấy, thành phần từ sơ đậu nành nhá, sơ đậu nành rất là thân thiện an toàn với lại da nhá, da và cũng như là môi trường, và cũng như là cái chất nó rất là mát nhá, cái chất đũi sò rất là mát này. Đấy, và đây tem mác đầy đủ luôn, hàng này của nó là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng Hàn Quốc đây này, tàng mác các thứ ngon lành luôn, giá nó chỉ có 150.000 thôi. Các bác nghe thấy cái chất đũi các bác biết nó mát nhào, nó mát cực kỳ luôn, và nằm rất thích luôn nhá. Và chăn rất to, chăn của nó là vào 2m x 2m3. Cái này thì cái đợt mùa hè năm ngoái em bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, và bắt đầu nó vào dịp mùa hè rồi thì cái chăn này nó lại rất là hot hit nhá, vì nó nằm nó rất là vừa. Đấy, vì bình thường là các bác hay nằm những cái con chăn to ấy. Đấy, những cái con chăn mà mỏng quá thì có khi các bác lạnh, mà những cái con chăn dày quá thì nóng, thì các bác mua cho một chiếc chăn đũi này về. Đấy, các bác sử dụng nhá, đắp rất là vừa trong cái mùa hè này luôn, dùng cực kỳ thích, đặc biệt là mùa hè nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000, kích thước là 2m x 2m3, rất to luôn, các bác sử dụng nhà đông người, đắp nhà 2-3 người một giường thoải mái cho em luôn, và nằm rất mát đây. Đấy, rất đẹp luôn, cái chất đũi này, có nhìn cái chất đũi này. Đấy, nó sờ nó mịn mà nó đắp rất là mát, đắp rất là mát, nó không bị bí đâu. Đấy, thông thoáng tốt, mà dòng này các bác giặt cho em thoải mái luôn nhá, giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất đũi và thành phần chính là từ sơ đậu nành nhá. Đấy, sơ đậu nành rất là an toàn với lại thân thiện với con người, cũng như là thân thiện với môi trường, và dùng rất là tốt luôn đó. Chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150.000 một chiếc. Chăn này chăn của Hàn Quốc nhá, chăn của Hàn Quốc rất xịn sò. Đấy, hàng này thì số lượng hạn là có nhá, không có nhiều đâu, vì nó bắt đầu đang vào mùa nóng mà, nên là hàng nó lúc nào hầu như cũng cháy hàng luôn. Đấy, bên em về cái lô này chắc được khoảng tầm vài chục chiếc thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, và nhiều bác hỏi bên em là dòng chăn chiếu này thì có hàng cũ không, thì em can cái bác luôn là hàng bên em là hàng mới 100% nhá các bác nhá, hàng mới 100% nguyên bịch luôn, nên là các bác yên tâm nhá. Nhiều bác cứ bảo là sợ hàng cũ, thì em cam kết bác là nhà em không bán những cái hàng chăn, hàng chiếu, ối các thứ, là không bán hàng cũ đâu bạn, vì sợ lắm, dùng hàng cũ không biết đâu một lần. Đấy, bên em bán cho bác hàng mới nhá, hàng mới chưa ai dùng, nên là các bác dùng yên tâm. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành, kích thước là 2m x 2m3, đắp vào mùa hè thì rất là mát và rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa hè rồi, miền Nam miền Bắc bắt đầu đang đều vào mùa nóng mùa hè rồi, các bác đắp cho em cái dòng này rất là vừa, thích hợp trong mùa hè này. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc, kích thước là 2m x 2m3, dùng rất thích luôn. Cái này thì chắc nhiều bác mua những cái đợt lô trước thì cũng có nhiều, một số bác hỏi cái đợt này, nhưng mà bữa trước là chưa về, thì hôm nay về rồi, thì bác nào mà chưa mua được có nhá, thì các bác có thể tranh thủ mà xem ưng thì chốt luôn nhá. Đây nhá, chăn thì khi mà em gửi đến các bác là vẫn còn nguyên trong bịch này, mới keng luôn này, nên là có yên tâm nhá. Đấy, chăn là mới keng luôn,
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây, tay gạt của nhá. Tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Nó rất êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền. Riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây, phần núm này. À, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này. Em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 304 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay cạt rất êm. Về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn nhà mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay gạt nhẹ nhàng tình cảm nhá. 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá các nhá. Vòi đơn V1 50k, inox 304 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em cho cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bám giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này anh em dùng hay lắm. Ở đây. Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào xem. Lắp đây. Đấy, gen xoáy mà. Lắp đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi này nó và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhanh nhá, còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra, xúc xem cái, hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái, hất ra, thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá, thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn. Đấy, chỉ việc cầm một cái núm này rút ra cái, lấy gia vị hất ra cái, tra vào. Đấy, khi mà tra xong cái lại đậy kín vào. Đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nhá. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợt sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợt sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ ra để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn.
50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chiếc A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này. Hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các bác nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Tutorial là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kg thôi. Đấy, là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cần cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tarea. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi view các bác cân xong các bác mải nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đó là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá bên em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi là ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60k một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60k một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em đang gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ dễ kiếm dễ dùng. Đây
Input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài. Và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình sẽ xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó
nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng đấy, thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này, đây cái con em đang xài đây đấy, thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này đấy, thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà đó, thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây thì em di cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây tắt đi này, tắt đi này đấy, bật lên này đấy, vào chôm này, vào YouTube chẳng hạn này đấy, YouTube nhá, đó bấm ngon lành luôn nhá. Đấy đây vào kênh của nhà em này đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em di chưa, đây con chuột em di này đó, xem kênh của bạn này đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy con nhìn thấy con chuột đây em đang di này. Đấy con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây, đây tay em đang gì đây, đấy tay em đang gì đây, đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy, đây này, đấy thấy không, đây, nó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn, về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on, đấy cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này, đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây, các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, đây không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy các bác nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhiệt này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhiệt bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác dùng không hết. Đấy thì đây. Bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhiệt này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000 một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha, thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá, giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn, giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chạm thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít, bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 như thế này thì thoải mái luôn rồi. Đó. Một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn.
dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đét rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại bên em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Gia đình của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ đấy ngạn. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nha, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. À, lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp.
ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 song một chảo nhá, 5 song một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Gạc Mani này. Đó, made in Gạc Mani luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Gạc Mani. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa. Thôi nói chung em quay lướt thôi. Em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Con thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá, dơ khoảng tầm 25 cm. Đấy các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ trước đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu.
bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.